Hey yo, xin chào tất cả anh em, mình là Mayo Gamer và đây là Go Robots phiên bản thử nghiệm. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi robot mới, nó gọi là Skyros. Mình biết là các bạn đã biết hết về robot này rồi, nhưng mà mình vẫn muốn làm video thêm cho các bạn biết được những cái ấn tượng ban đầu của mình về robot này. Thì đầu tiên là về cái ngoại hình thì mình rất thích cái ngoại hình của robot này. Cái việc là đẹp xấu thì mỗi người một gu, nhưng mà riêng mình ấy thì robot nào càng dị thì mình càng thích, tại vì nó không theo cái lối thiết kế truyền thống là hai chân. Và cái con robot Skyros này nó có một cái điểm đặc biệt khác ấy, là nó sẽ sở hữu hỏa lực là ba vũ khí khác nhau, một nhẹ, một trung và một nặng. Nó chỉ sau Golem mà thôi, đây là robot thứ hai có kiểu như vậy. Và về vũ khí mới, chúng ta sẽ có Mars hay là Mars, mình không hy vọng là nó đọc là Marse hay là Marke gì đó, chắc là Mars. Thì đây là khẩu hạng trung này, các bạn thấy chưa? Chúng ta sẽ có là Hammer, cái này là búa rồi, thì nó sẽ là hạng nặng nha, và sát thương của nó sẽ cao hơn một chút. Và khẩu hạng nhẹ nó sẽ đọc là Cantrell hay là cái gì đó, thì cái việc đọc thì mình sẽ tìm hiểu sau. Thì chúng ta sẽ cùng vào luôn trận đấu ha. Thì cái bộ vũ khí này nó sẽ hoạt động tốt nhất khi mà các bạn chơi cận chiến, và sát thương của nó sẽ tích hợp vũ khí tích hợp hiệu ứng nổ nha, và cái khoảng cách tối đa sẽ lên đến 500m, nhưng mà hoạt động tốt nhất khi các bạn chơi cận chiến, tại vì lúc đó cái lượng đạn sẽ không bị tóe ra. Về cái vấn đề vũ khí này thì mình sẽ nói kỹ ở một trong những video sau. Và các bạn thấy này, khi mà cái robot này ấy, nó có cái ngoại hình rất là dị, và nó không giống như một số những con robot bốn chân khác. Và khi các bạn kích hoạt khả năng đặc biệt thì nó sẽ chuyển sang một cái quả bóng. Quả bóng này rất là hay nha, tại vì trong trò chơi thì chưa có robot nào có cái khả năng gọi là làm chuyển sang một quả bóng như thế này cả. Không phải là vấn đề quả bóng nói riêng, mà là chuyển sang một cái dạng như thế này thì nó rất là lạ rồi. Trước đây có một con robot đó là Hawk đấy, nó chuyển khi mà chuyển sang dạng vũ khí tích hợp ấy, thì nó chỉ co vũ khí co chân lên thôi, và cái súng nó nhô ra, còn cái này nó chuyển hẳn sang một quả bóng. Mình cũng rất thích, là hy vọng là Pisonic họ sẽ chuyển nốt những cái vũ khí, ba cái vũ khí này vào bên trong quả bóng, để nó thực sự là một quả bóng thực sự ấy, nó không có bất kỳ một cái gì cả. Nhưng mà về sau mình nghĩ lại thì chính ra cái việc là có vũ khí nhưng không bắn được như thế này, nó sẽ dễ nhận dạng hơn đây là Skyros. Nếu như chỉ là một quả bóng không, thì sau trong tương lai nếu như họ phát triển thêm những cái vật phẩm khác thì nó sẽ dễ bị nhầm lẫn hơn. Và khi ở chế độ quả bóng nha, thì các bạn sẽ rất trâu luôn, các bạn sẽ có khoảng tầm hơn 900 điểm thủ, nó phải tương đương hơn 90% khả sát thương đó. Thì đây là một cái số lượng rất là cao. Và một cái điểm hay nữa là các bạn có thể các bạn sẽ có một cái khiên năng lượng dạng màu vàng như thế này, thì nó sẽ giúp cho các bạn chống được một lượng sát thương khá là đáng kể khi các bạn chuyển từ dạng bóng sang dạng bốn chân đó. Thì ok, chơi con này rất là vui. Và cái hoạt ảnh, cái nói chung là cái sự chuyển động ấy, giữa chế độ bốn chân và chế độ quả bóng nó sẽ cũng rất là hay. Các bạn nhìn này, từ từ đây để mình chuyển các bạn xem đây, từ từ đã, mình chưa chuyển cái này, mình quay hôm qua rồi, hôm qua mình chơi, hôm nay mình mới game được. Hôm qua lúc mình chơi xong thì mình bận một số việc, mình bị đột xuất ấy, mình không làm video được luôn cho anh em xem. Ok, và một kill luôn. Sau này thì mình sẽ làm thêm một số những cái video khác, ví dụ như là mình sẽ thử nghiệm một số những cái khá là hay trên Skyros, và mình sẽ đánh giá cực kỳ chi tiết sau một thời gian mình sử dụng robot này nha. Đó, mình vừa chuyển sang cái dòng bóng, các bạn thấy đấy. Và không nhất thiết là phải xoay đầu sang cái hướng về đối thủ nha. Nó có thể hướng cái đầu của Skyros có thể hướng về phía của chúng ta cũng được. Nói chung là nó khá là linh hoạt trong cái việc này. Đây, các bạn thấy chưa, bây giờ nó mới xoay đầu về này, và có hẳn một cái, nói chung là nửa quả bóng nhá, nó sẽ mang ở trên lưng, thì nó giống như hẳn là nó giống như cái bụng của một con nhện ấy. Nó khá là hay, mình không biết có phải là cái bụng hay không, nhưng mà mình cảm tưởng thì là như thế. Nói chung là cái ngoại hình của nó thì mình khá là thích. Mình thích sau Capri nữa. Nói chung là những cái mình không phải là mình thích về cái ngoại hình cụ thể của nó, mà mình thích về cái lối thiết kế nó táo bạo hơn, nó mang thiên hướng là nó đa dạng hóa hơn, thì mình thích cái kiểu là như vậy. Ok, chúng ta chiến thắng, và mình sẽ chơi thêm một số những trận chiến cho các bạn xem sau. Nói chung là hero này khá là buồn cười khi mà nó có thể chuyển giữa cái dạng chân và dạng bóng như vậy. Cái concept là biến thành một quả bóng ấy, thì trước đây nó chưa có một số mà trước đây thì chưa có cái nào như vậy cả. Nó chỉ có từ dạng
đi bộ sang dạng bay này, hoặc là biến ra thành một cái vũ khí. Thật ra nó cũng chỉ là co chân có vũ khí lên thôi, giống kiểu Hawk ấy, hay là tàng hình thế thôi. Thật ra nó cũng chẳng có cái gì mới lạ cả, nhưng mà thực sự là bây giờ là họ đã cho phép Skyros biến thành một quả bóng thì rất là buồn cười như thế này các bạn này, thấy bạn thấy chưa? Và một cái điểm nữa hay, cực kỳ hay nữa ấy, đó chính là nếu như các bạn sử dụng những cái vũ khí nạp lại trong khi bắn, ví dụ như là Havok Scatter, ví dụ như là Glacier, Rhyme và Cryo như thế này, thì khi các bạn bắn hết một băng nhá, các bạn bắn hết sạch và các bạn chuyển sang dạng bóng thì ngay lập tức nó sẽ hồi phục lại luôn cho vũ khí của bạn đến cái mức đầy luôn, thì các bạn có thể sử dụng và bắn thêm một lần nữa như thế này. Và cái khiên Aegis nó sẽ chỉ nạp lại khi các bạn kích hoạt sang chế độ quả bóng nha, như thế này này. Hiện tại thì nó chưa hiện ra đâu, tại vì là có thể là nó không hiện, hoặc là đây là beta 1 thì nó không hiện. À các bạn này, đây là một cái lỗi khá là hay của Skyros này. Khi mình kích hoạt từ chế độ dạng bóng sang dạng 4 chân nhá, thì nó sẽ không hiện cụ thể và nó sẽ nói chung khá là buồn cười đó. Thì bây giờ mình sẽ hiện ra một lần nữa là từ dạng bóng sang dạng 4 chân thì nó sẽ bị như thế này, không hiểu là nói làm sao nữa. Thôi đừng làm hề nữa cho đối thủ cười các bạn ơi. Ok, mình sẽ đợi hồi thêm một lát nha, chúng ta có thể đồng minh này, khá là ok này. Và ui lại lát cho một kill rất dễ dàng. Và một cái điểm bất lợi nữa của Skyros là nó chỉ có khá sát thương thôi, nhưng mà đối với một số những cái cơ chế đặc biệt, ví dụ như là alpha và beta của vũ khí của Titan, đặc biệt là cái vũ khí alpha của Titan thì nó có 100% xuyên thủ, xuyên điểm thủ đấy, hay là xuyên khá sát thương, thì nó sẽ hoàn toàn có thể ăn được Skyros, không có vấn đề gì. Hoặc là các bạn sử dụng súng súng ngắm dạng từ xa ấy, ví dụ kiểu là Gauss, Volt hay là Weaver, hay là các bạn sử dụng Incinerator, các bạn sử dụng cái bộ Blast Charge ấy. À không, bom gì đó, tóm lại là các bạn sử dụng Incinerator này, các bạn sử dụng Scorcher và Scout thì nó sẽ có được, hay là vũ khí acid, Bane, Toxin, Venom hay là Warps hay là Viper hay là Sting, tóm lại là những cái vũ khí có khả năng xuyên qua cái lớp thủ thì là nó sẽ bất lợi dành cho Skyros, nhưng mà mình nghĩ là không đáng kể. Và tại sao mình lại sử dụng Sharanka đây? Tại vì là Cataclysm của mình có 100% kháng xuyên thủ, cho nên là kể cả là gặp Skyros ở dạng bóng nhá, dạng quả bóng ấy, thì nó sẽ không gọi là không thành vấn đề đâu, mà ăn được như bình thường đó. Và mình bị cái này gọi là, trong tiếng Anh nó gọi là targeting malfunction. Cái thế này thì mình đã có làm một video rồi về điểm mạnh của Dazzler và Lantern, các bạn có thể xem lại nha, mình sẽ để ở bình luận ghim hoặc là mô tả video cũng được, như thế nào cũng được. Ok, bây giờ mình sẽ bán hết băng này. Ok, đây là một cái điểm bất lợi khác dành cho Cataclysm và Cyclone nói riêng, và bộ vũ khí hồ quang điện, ví dụ kiểu là Scourge, Calamity hay là Spark nói chung. Khi mà các bạn bị bắn bởi Lantern và Dazzler, nó có cái hiệu ứng blind là làm mù ấy, thì các bạn sẽ lập tức bị mất cái khả năng khóa chặn vào kẻ địch, và các bạn sẽ cần thêm một chút thời gian nữa, khoảng tầm vài giây, 3-4 giây gì đó để các bạn có thể lấy lại được cái khả năng này. Thì thấy không, mình liên tục bị như vậy nha, và Sharanka không có bất kỳ một cái hệ thống phòng thủ nào trước cái vũ khí như vậy cả, nó chỉ có cái phase exile hay còn gọi là timeout đấy, nhưng chỉ có trong cái phạm vi là 350 mét thôi. Cái này thì cũng không đáng kể đâu, tóm lại là phải tùy cơ biến trong mọi trường hợp các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng là Scatter, Havoc và Devastator để ăn đối thủ nha, để sử dụng chống lại Hamdan. Ok, bây giờ mình sẽ sang chế độ quả bóng này, và tất cả những cái module mình sử dụng trên Skyros trong cái video này sẽ là ví dụ như là Nuclear Amplifier này, ví dụ là Last Stand hay như là Anti Control hay là Balance Unit. Mình chưa sử dụng bất kỳ một cái đột biến nào, và trong video sau thì mình sẽ thử nghiệm nhiều hơn. Thì tất cả những cái thử nghiệm xung quanh mà mình nghĩ ra được về Skyros thì mình sẽ làm cho anh em xem sau nha. Mình đã ghi hình được rồi nhưng mình chưa ghép thêm cái bình luận vào thì mình sẽ làm sau. Bạn nào có hứng thú thì đừng quên ấn nút chuông nhé, để không bỏ lỡ cái video đó khi mình đăng tải lên, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được trong xem trong cái thời gian sớm nhất.
Đó, ok, bây giờ mình sẽ kích hoạt lại sang chế độ của bóng này. Cái phần đầu của robot ở phía dưới cái phần ghép với chân ấy, nó là cái mặt trên của bóng. Còn cái phần nhô lên, cái phần nó mang trên lưng ấy, đó là cái sẽ là cái phần dưới nha. Và khi các bạn kích hoạt cái chế độ của bóng thì nó sẽ tạo thành một quả bóng thực sự, và nó chỉ cái phần vũ khí gốc của bạn sẽ được giữ nguyên. Trông khá là hay, và cái nó hoàn toàn dựa trên vật lý là có thể lăn trên mặt đất và có thể xoay chuyển sang sao cho thành giữa quả bóng và dạng robot rất là linh hoạt luôn. Cái này thì khá là hay. Nói chung là về cái phần concept của lần này của Pixel thì mình hoàn toàn ủng hộ đánh giá cao. Còn về cái mặt gọi là thông số và cơ chế cũng như là kỹ năng, khả năng đặc biệt của robot thì chúng ta chưa nói đến quá nhiều, tại vì đây chỉ là một video review thôi. Mình sẽ làm video đánh giá chi tiết sau ha, toàn bộ cái cảm nghĩ của mình các thứ đó. Thì đấy đấy, cái mình vừa bắn khai hỏa đấy sẽ là cái cơ chế bắn của vũ khí mới Mars Hammer và Castle hay là Castle gì đó, mình sẽ tìm hiểu cách đọc sau. Ok, bây giờ mình sẽ mình phải nói thêm một cái nữa, đó là cái khả năng tích hiệu ứng bom của vũ khí này. Thì cái khả năng tích hiệu ứng bom nhé, nó cũng không được gọi là quá cao nếu như các bạn đứng xa đối thủ, tại vì là cái loạt đạn nó sẽ bị phân tán ra xung quanh chứ nó không tập trung hoàn toàn vào mục tiêu. Và cái việc nữa ấy, là cái lượng đạn của vũ khí này nó không quá cao, và nếu như các bạn gặp tình trạng lag hoặc là các bạn không không có khả năng gọi là giữ hồng tâm cho nó thật là tốt, hoặc trong này gọi là xanh tâm gì đó, thì cái việc là các bạn sẽ không gây được cái hiệu ứng bom và cái sát thương gây ra cũng không quá cao. Và cái nữa ấy, là cái thời gian nạp lại của nó là tận 6 giây cơ. Không hiểu tại sao lại lẻ như vậy. Bình thường thì nó chỉ có 5 giây thôi, tại vì 5 giây nó luôn luôn là cái mặc định, 5 giây hoặc là 8 giây hoặc là 10 giây, bây giờ lại cho là 6 giây thì mình thấy khá là lạ. Và ok, để bạn thấy chưa, 6 giây nạp lại liền. Và khi ở cái chế độ dạng 4 chân ấy thì Skyros sẽ không có bất kỳ một cái điểm thủ nào nha, và nó hoàn toàn gọi là bị chịu 100% sát thương nếu như các bạn không trang bị thêm một cái phụ kiện nào ngoài lề, và nó chỉ có cái sự bảo vệ bởi khiên Aegis, nhưng mà nó cũng chỉ chống đỡ được trong một lượng thời gian ngắn mà thôi. Đó, đó là toàn bộ về cái cảm quan, cảm nghĩ nhanh ban đầu của mình về robot mới Skyros, về ba vũ khí mới Mars, Hammer và Castle. Các bạn nghĩ sao? Đừng quên bỏ lại một ý kiến của bạn ở phía dưới phần bình luận. À, mình quên mất, mình sẽ cho các bạn xem cái sự khác biệt giữa thiết kế của một số như robot nhện truyền thống như là Jaeger, như là Raker, là Fujin, là Raijin, là Wayland nha, là Invader, so với robot kiểu mới là Skyros. Các bạn thấy không? Nó sẽ không có bị phụ thuộc cái khe cắm vũ khí nó ở hai bên giống như kiểu của Jaeger, của Raker, của Wayland, của Invader, mà nó sẽ là giống như kiểu nó là để hẳn bên trên giống như kiểu của Revenant, và nó có thêm một cái phần khá là to ở bên trên nữa để nó thành cái khi ghép lại thành một nửa quả bóng khá là hay. Và cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại trong những video lần sau.